Ví dụ nhá, là thứ này, trước khi về đây này, nếu như trường hợp này nhá, anh đang ghi trên bảng là mi 7 về la thứ đúng không? Nhưng nếu như vừa rồi nhá, nếu như chỉ là mi thứ về la là nghe nó như thế này này, đúng không? Nếu như cái câu chuyện này nó đang là giọng nó buồn buồn, nó cứ buồn mãi thế, nghe nó không có tính gợi cảm đúng không? Còn là mi 7 này, thì nghe nó sẽ có cái sức hút hơn. Và giải thích ấy là do tại cái nốt son thăng này này, được chưa?